Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi phương thức hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề. Để bắt kịp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành bưu chính cũng có những bước chuyển mình để thay đổi. Viettel Post, một trong những ông lớn trong ngành bưu chính, đã tự chuyển mình trở thành một doanh nghiệp số để không bị tụt hậu trước thời cuộc. Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại cơ hội lớn cho các nước đang phát triển nói chung, trong đó có Việt Nam. Việt Nam có thể rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa bằng cách đi tắt đón đầu, phát triển nhảy vọt lên công nghệ cao hơn. Bởi vì cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra sự thay đổi mang tính toàn diện, doanh nghiệp này chuyên kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng và thuốc. Mỗi ngày, doanh nghiệp luôn có những đơn hàng, bưu kiện được gửi đi khắp các tỉnh thành trên cả nước. Thay vì phải đến tận bưu cục để gửi hàng như trước đây, nhân viên của công ty chỉ việc ngồi ở nhà, đặt lịch gửi hàng qua website hoặc app trên điện thoại di động. Bưu tá sẽ đến đúng giờ đã hẹn để lấy hàng và thực hiện chuyển phát cho người nhận. Mình thì mỗi một ngày trung bình là hơn 100 đơn. Những cái đơn hàng của bên mình chủ yếu là đi tỉnh, đơn ở các cái khu vực khác thì bên mình thường là đặt chuyển hàng qua dịch vụ vận chuyển của đơn vị Viettel. Cho bên mình gần như là không có phải mất thời gian phải di chuyển ra ngoài, chỉ cần tạo xong đơn là các bạn đến lấy rồi. Thứ hai nữa là bên mình cũng kiểm soát được cái việc mà các bạn ấy sang nhận đơn hàng của bên mình đủ hay không đủ. Thứ ba nữa là mình cũng cảm thấy như vậy thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nó hạn chế rất là nhiều các cái công đoạn khác, nó giảm thiểu được cái thời gian để bên mình có thể tận dụng thời gian đó để làm những cái việc khác. Còn đối với bưu tá Nguyễn Thanh Bình, công việc mỗi ngày của Bình là đến bưu cục, kiểm tra các đơn hàng khách đã đặt qua hệ thống ứng dụng Viettel Post và MyGo. Khi có khách hàng hoàn thành việc đăng ký đơn giao nhận, ngay lập tức Bình sẽ nhận được thông tin trên điện thoại và thực hiện nhiệm vụ của một người giao hàng, nhận hàng và chuyển hàng cho khách. Trung bình một ngày mình đi nhận là rơi vào tầm khoảng 100 đơn đến 150 đơn tạo qua app. Hầu như khách hàng họ toàn tạo qua app, mình đến tại nhà họ nhận, còn tỷ lệ mà họ gửi qua bưu cục thì cũng ít. Bình thường là khách hàng tạo trên app là sẽ nổi đơn trên điện thoại trên phần mềm của app của Viettel, nổi trên điện thoại của mình sẽ kiểm tra điện thoại và gọi khách hàng là khách hàng đã tạo xong đơn hàng chưa, và nếu khách hàng đã xong rồi thì mình sẽ trực tiếp qua đây lấy và nhận đơn, kiểm tra đơn có bao nhiêu đơn, mình nhận đơn, nhận từng đơn và kiểm tra hàng nội dung hàng là gì ạ, và nếu mà hàng được phép lưu thông thì mình sẽ nhận và ra đi giao, và những hàng cấm thì mình sẽ không nhận. Giao nhận xong thì mình sẽ giao xong mình sẽ ấn hoàn thành ở trên phần mềm trên app của Viettel. Ở Việt Nam mình ấy, là riêng cái ngành chuyển phát là có hơn 450 cái doanh nghiệp được cấp phép về chuyển phát, và trong đó thì doanh nghiệp ở nước ngoài cũng tham gia vào đây cũng có thể tính là bắt đầu là hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài để tham gia cái lĩnh vực này. Tức là một cái ngành mà gọi là thủ công như thế nhưng mà có hàng trăm cái công ty để cạnh tranh với nhau đấy, mà các công ty mini nó rất là nhiều đấy. Nếu như chúng tôi mà không nhận thức được cái vấn đề là nếu như chúng ta không thay đổi và làm khác với lại các đối thủ khác trên thị trường thì là chết. Năm 2019 ấy, cũng là một cái năm mà chúng tôi được ứng dụng được các cái công nghệ 4.0 này vào trong các hoạt động của bưu chính Viettel. Đấy, đặc biệt là từ hoạt động về hệ thống về chia chọn mới này, đấy rồi là hệ thống giao nhận mới này, rồi hệ thống giao hàng ở tại các cái tuyến huyện, tuyến xã, tuyến phường, thứ là chúng tôi đã thay đổi hết. Lĩnh vực bưu chính được chia thành 3 khâu chính: khâu nhận, khâu trung chuyển và khâu giao hàng. Tại khâu nhận, để khách hàng có thể dễ dàng đặt đơn giao vận. Nếu như trước đây, để tạo một vận đơn truyền thống, khách hàng phải viết bằng phiếu gửi và thời gian thường mất từ 3 đến 4 phút, thì hiện tại, khi đặt đơn giao vận qua ứng dụng trên điện thoại, khách hàng có thể tiết kiệm được thời gian hàng trăm lần. Ứng dụng Viettel Post được hình thành từ năm 2016, phiên bản đầu tiên được ra mắt ngay trong năm đó, tập trung vào trải nghiệm của người dùng là chính. Đến năm 2017, Viettel Post đầu tư cho phiên bản 2, tập trung sử dụng trí tuệ nhân tạo, nhận dạng địa chỉ, đối soát thanh toán cước và hành chính. Tại cái khâu nhận ấy, thì hoàn toàn bây giờ là dùng app mobile hết. Đấy, và chúng tôi đã có các hệ thống về app cho khách hàng có nhu cầu gửi để họ có thể tạo các vận đơn. Chúng tôi đã có ứng dụng AI địa chỉ ở trên cái hệ thống app mobile này. Khách hàng chỉ cần gõ 1-2 từ khóa, ví dụ như là 60 Nguyễn, lập tức có thể ra hàng loạt các danh sách, các địa chỉ mà khách hàng thường xuyên gửi hoặc là trên Google đã có. Và thứ hai nữa là các hệ thống về máy học, ví dụ như là khách hàng thường xuyên là gửi các loại hàng hóa này, thì đương nhiên là lần sau khi mà chỉ cần gửi đi thì chúng tôi đã lại đưa cái đấy ra cho khách hàng là chọn luôn và không khai báo lại nữa. Đối với khâu trung chuyển,
cũng tương tự mặt bằng chung của ngành bưu chính Việt Nam. Trong nhiều năm, việc chưa chọn phân loại bưu phẩm của Viettel Post cho đến năm 2016 vẫn hoàn toàn thực hiện theo phương thức thủ công. Với khối lượng hàng trăm nghìn bưu phẩm mỗi ngày, công việc của đội ngũ công nhân làm nhiệm vụ chia chọn vô cùng vất vả, mệt mỏi và không tránh khỏi sai sót. Năm 2018, Viettel Post lần đầu tiên đưa vào sử dụng hệ thống băng truyền, chia chọn bưu phẩm tự động có công suất lớn với khả năng chia tới 36.000 bưu phẩm trên một giờ. Hệ thống này đã giúp giảm tới gần 90% nhân lực từng được sử dụng cho công việc thủ công trước đây. Chúng tôi đã đầu tư cái hệ thống băng truyền chia chọn ở tại các cái đầu mối ở thành phố lớn. Đấy, và hàng về đến đây thì chúng tôi đã cho lên máy chia toàn bộ. Và như thế thì thời gian đã rút ngắn so với trước đây tầm khoảng 4 đến 6 giờ. Đấy, nghĩa là trước đây thì chúng tôi thường chờ dồn lại, sau đó là đến đêm bắt đầu ngồi chia chẳng hạn. Thì bây giờ máy là chia liên tục. Đấy, và như thế thì cái thời gian mà luân chuyển hàng hóa từ lúc nhận đến lúc mà đến cái khâu phát ấy, thì nó đã sớm hơn rất là nhiều so với trước đây. Khâu cuối cùng là khâu giao hàng. Ứng dụng MyGo sẽ giúp giao hàng chặng cuối đến tận tay khách hàng. MyGo sẽ tập trung vào thị trường giao nội tỉnh với các dịch vụ đa dạng như giao hàng 1 giờ, giao hàng 4 giờ và giao hàng trong ngày. Đấy, còn tại cái khâu thứ ba là cái gọi là khâu giao hàng. Đây là một khâu khá là quan trọng. Đấy, nếu như chúng ta không có hệ thống phần mềm để kiểm soát các hoạt động ở khâu giao thì cái chất lượng chúng ta không kiểm soát được. Thì hiện nay chúng tôi đã đưa cái ứng dụng về MyGo là ứng dụng về giao hàng ở cái chặng cuối để chúng tôi đưa vào. Đấy, hiện nay thì MyGo đã giúp cho các hoạt động xã hội hóa toàn bộ. Đấy, và chúng tôi không phải chỉ dùng mỗi người nhân sự của bưu chính Viettel nữa, mà chúng tôi hàng dùng hơn 40.000 cái cá nhân mà xã hội hóa bên ngoài để tham gia các hoạt động giao hàng này. Đấy, chỉ cần một cuộc gọi trên app thì có thể là hàng trăm các cái người tài xế xung quanh có thể nhận được các cái book order cuộc gọi để giao hàng, và họ tham gia các hệ thống giao hàng chúng tôi dưới sự kiểm soát của hệ thống phần mềm, cái platform do chúng tôi xây dựng ra. Đấy, và như thế thì đã giúp cho cái hoạt động là thứ nhất là chúng tôi thì là vẫn đảm bảo được cái chất lượng giao hàng cho khách hàng, và thứ hai nữa là cái sự tương tác giữa cái người khách hàng với lại hệ thống của chúng tôi là rất là tốt. Thì họ có thể đánh giá được tài xế, họ đánh giá được cái chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Đấy, và cái người tài xế thì khi tham gia thì đều được đánh giá, và đương nhiên họ sẽ được kiểm soát về chất lượng cũng như là thái độ phục vụ. Viettel Post là một ví dụ điển hình về việc tự chuyển đổi trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ứng dụng những công nghệ hiện đại đã góp phần giúp Viettel Post nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí. Trước một thị trường với nhiều sự cạnh tranh và đầy thách thức, với khoảng 500 doanh nghiệp giao vận đang hoạt động, các doanh nghiệp chuyển phát Việt Nam nếu không bắt kịp với xu thế mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cuộc cách mạng của công nghệ số hóa, thì ngay lập tức sẽ bị đào thải. Chương trình Chuyển động số của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về địa chỉ email chuyểnđộngso@thnda.gmail.com. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.